Chúng mình đã biết được so sánh bé hơn và đã biết sử dụng dấu bé để diễn tả kết quả so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau học bài lớn hơn, dấu lớn. Mục tiêu bài là giúp chúng mình biết so sánh số lớn hơn và sử dụng từ lớn hơn, dấu lớn hơn để diễn đạt kết quả so sánh. Thực hành so sánh các số từ 1 đến 5 theo quan hệ lớn hơn. Chuột út ơi, có bao nhiêu con chim màu xanh và bao nhiêu con chim màu đỏ vậy? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Còn ở những chấm tròn này? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Mình thấy hai chấm tròn nhiều hơn một chấm tròn. Ồ, vậy hai nhiều hơn một được viết là Dấu này gọi là dấu lớn hơn, đọc là lớn hơn, dùng để viết kết quả so sánh các số. như vậy ở đây đọc là hai lớn hơn một. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi Như lắm. vậy, 3 nhiều hơn 2 được viết là và đọc là 3 lớn hơn 2. Bây giờ thì chuyển sang phần luyện tập nha bạn. Đầu tiên, bạn hãy tập viết dấu lớn nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Đúng rồi. Bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Số 2 lớn hơn số nào trong các số 1, 2, 3, 4, 5 vậy bạn? Bạn hãy giúp mình nhấp chọn vào số đó nha. Đúng rồi, trong các số kể trên, số 2 chỉ lớn hơn số 1 thôi, nên ta sẽ nối ô trống với số 1. Bạn làm tương tự cho các bài sau nha. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.